Bộ phim San Giuseppe Moscati, bác sĩ tuyệt vời. Trường Đại học Naples, chuyên ngành dược học, tháng 4 năm 1903. Yên lặng. Xin hãy giữ yên lặng. Piromalo, Moscati, xin lỗi. Như đằng kia kìa. Xin lỗi giáo sư. Đi thôi. Tới con thuyền. Cậu sẽ không bao giờ làm được đâu. Xin lỗi. Nhanh lên. Mình tới đây. Vòng trùng số đất đi. Dựa trên một câu chuyện có thật của giáo sư Giuseppe Moscati, bác sĩ và vị thánh của Naples, tất cả mọi người làm việc với ngài trong những năm lịch sử ấy. Giuseppe, giúp tớ với. Tớ bị trượt rút. Tớ bị trượt rút rồi. Tôi thắng rồi. Cậu thua như một thằng ngốc. Tôi sai rồi. Tôi để cậu thắng thôi. Tôi và cậu sẽ đi xa cùng nhau. Chào công chúa. Bố cho gọi con hả bố? Sao con chưa sẵn sàng nữa? Bố biết tại sao mà. Ở đây. Dây chuyền của mẹ. Tất cả công chúa của nhà Sachafa đã mang nó. Có hai thứ mà bố không bao giờ bán, đó là cung điện và sợi dây chuyền này, không giống con. Ý con là sao? Con không ngốc đâu, bố. Tối nay không phải cuộc vũ hội, là một cuộc đấu giá. Con sẽ được bán cho người trả giá cao nhất. Trong thế giới của chúng ta không cưới vì tình yêu. Trong thế giới của chúng ta có rất nhiều người không vui. Con lúc nào cũng lạ thật. Có thể là do con lớn lên không có mẹ. Nhưng đừng có cãi ta, Elena. Đi và sửa soạn đi. Ta sẽ cho con dưới sảnh. Tối nay tất cả những người được chọn sẽ ở đây. Vậy sao tớ phải đi? Tớ đâu được chọn. Cơ để mọi người nhìn thấy cậu. Cậu hiền quá. Cậu phải trở thành một người đàn ông của thế giới. Giống tớ, nam tớ phu nhân. Bài phát minh ra một chứng bệnh mỗi ngày. Nhưng bài không phải là người duy nhất ở đây. Đây là một bữa tiệc hay một bệnh viện vậy? Chào buổi tối. Đó là bố tớ với De Lillo, lãnh đạo của bệnh viện bệnh nan y. Ông ấy sẽ kiểm tra tớ vào ngày mai, nhưng đừng có khai tớ nhé. Chào buổi tối. Các cậu tới muộn. Chúng cháu bận học bài. Đầu tiên là nhiệm vụ, sau đó mới là vui chơi. Đúng không, Giuseppe? Tất nhiên rồi. Giuseppe Moscati, hoàng tử Carrafa. Chào các ngài. Giáo sư De Lillo và bố tớ, rất vui được gặp cháu. Giorgio và bạn đó sẽ làm bài kiểm tra ngày mai. Với giáo sư De Lillo cho công việc tại bệnh viện nan y. Bước đầu tiên trong công việc tuyệt vời như bố đang làm. Tôi hy vọng như vậy. Bố của cậu cũng là một bác sĩ à? Bố cháu là một vị thẩm phán. Vậy sao cậu không trở thành thẩm phán? Cháu không nghĩ cháu sẽ phán xét tốt. Vậy tại sao cậu nghĩ cậu sẽ trở thành một bác sĩ tốt? Cháu không biết. Có lẽ đam mê của cháu là thuốc. Cậu có đam mê? Dạ, tốt lắm con trai. Tôi hy vọng mai cậu sẽ cho chúng tôi xem đam mê tuyệt vời này. Chúng ta sẽ xem. Đam mê, cậu ta nói. Tên là cái nào? Đúng là bọn trẻ ngày nay. Cảm ơn. Cảm ơn. Gì vậy? Nhìn đi. Cô ấy đẹp quá. Nhẹ nhàng như không khí. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Chào công chúa. Chào buổi tối. Chào Giorgio. Elena. Cô đẹp lắm. Đây là Giuseppe Moscati. Anh đến từ Moscati ở Pamelo à? Không, tôi đến từ Bavento. Giuseppe là một người bạn. Phải là đồng nghiệp tương lai. Anh biết nhảy không? Nhảy không tốt lắm. Nhưng Giorgio nhảy rất tốt. Nhưng tôi muốn nhảy với anh. Nếu anh không ngại. Bố. Anh có vẻ ít nói nhỉ? Anh đang nghĩ gì thế? Rằng tôi là người vô danh duy nhất trong tất cả những người quý tộc này. Bệ hạ nhìn không vui lắm khi công chúa nhảy với tôi. Anh có nghĩ là tôi chỉ cố làm ông bực không? Tôi hy vọng là nó đáng. Anh nhảy giỏi lắm. Và công chúa là người con gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Được nhảy với công chúa còn tuyệt hơn điều tôi mong muốn. Nhưng giờ tôi phải để công chúa với các khách dự tiệc. Ăn gì không em sẽ xỉu trước giáo sư luôn đấy. Ăn bánh quy nhé. Hãy uống miếng sữa. Dạ không. Đúng, nhưng không thể sống bằng không khí. Khi chị cưới, anh sẽ chăm sóc em. Em luôn ở trong bệnh viện. Đừng có rủ. Em còn chưa có việc mà. Và anh Ferdinando chưa cầu hôn nữa. Anh ấy sẽ cầu hôn. Chỉ hơi nhát tí thôi. Chị chưa gặp anh ấy mấy tháng rồi. Em chữa bệnh cho cơ thể, nhưng em không hiểu trái tim phụ nữ. Và chị nghĩ Ferdinando, chị Nini. Để em học. Được rồi. Chị sẽ để em ôn bài. Được rồi, cho em ít sữa. Nhưng sau đó, chị sẽ để em học bài, chị hứa. Cậu nghĩ cậu đã bao gồm hết chưa? Em đang cố nghĩ nếu em có quên điều gì quan trọng. Em nên hiểu biết nhiều hơn về ca lâm sàng này. Sao đạt điểm lý thuyết cao đến vậy? À, thưa các đồng nghiệp, lý thuyết của cậu ấy rất tốt. Giáo sư, nếu thầy cho phép em có thể nói. Sao cậu dám xem vào bài kiểm tra? Tên em là Giuseppe Moscati. Em học với cậu ấy và biết cậu ấy chuẩn bị rất kỹ. Bài kiểm tra lý thuyết của Moscati cũng rất tốt và kỹ lưỡng. Tốt lắm. Nếu em biết, như em nói, tới đây và vào chỗ của bạn em. Cậu Piromalo, đi ra ngoài và bình tĩnh lại đi. Uống một cốc cà phê đi. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có kiểm tra tiếp hay là không. Nó sẽ dựa vào kết quả của người hỗ trợ bài thi của em. Được rồi, để xem cái tính ngạo mạn của cậu có chút căn cứ nào không. Làm đi, bác sĩ Moscati. Chúng ta không cần cái này. Đừng lo. Bọn anh là bác sĩ đang làm bài thi, không phải em đâu. Anh cũng sợ à? Tất nhiên rồi. Nếu anh đậu, anh hãy tới bệnh viện để chữa cho em nhé. Được. Được rồi. Có diễn xiếc nữa. Cậu ta đang nói chuyện với bệnh nhân kìa, để cậu ấy làm đi. Chúng ta sẽ sớm thấy cậu ta là một kẻ liều lĩnh phô trương, hay là một bác sĩ tốt. Sao rồi? Tôi không biết nữa. Có biết được con thử lại lần nữa không? Đừng có tỏ ra anh hùng. Cho tôi hút nữa. Bác sĩ Moscati. Piromalo, vào trong đi. Giáo sư De Lillo sẽ hỏi cậu vài câu. Nếu cậu bình tĩnh lại, rồi thì vào. Vâng, thưa giáo sư. Bác sĩ Moscati, tôi có biết là cậu không được thích lắm bởi những người trong hội đồng chấm thi không? Em nghe nói thầy cũng không được những người đó yêu quý. Cậu đúng. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi thích cậu. Sau khi cậu bắt đầu làm việc ở bệnh viện, đến và gặp tôi nhé. Vậy em được nhận vào rồi ạ? Cậu bị điếc. Với tự phụ à? Tuyệt quá, tuyệt. Không thể tin được. Không thể tin được. Chúc mừng. Và tôi nghe tin vui rồi. Cảm ơn. Giỏi lắm, Giuseppe. Pasquale nói tôi biết tin vui rồi. Chị biết em sẽ làm được. Chị biết mà. Chị làm cho em chút Mỹ. Lên đây đi. Sao cậu biết từ cuộc thi vậy? Ferdinando, người làm ở bệnh viện, nói với chị Lucetta, chị của anh ta. Lucetta nói cho chồng chị nói cho người giữ cửa ở Pia del Giudici. Tin tức lan trong Naples và mọi người truyền nhau. Ta nghe con chỉ vượt qua cuộc thi nhờ Moscati. Bố, chúng ta đến để ăn mừng mà. Giỏi lắm. Giờ như không có gì để ăn mừng. Ta mong hôm nay chỉ là một lần thôi. Bố đừng lo lắng. Con phải chạy nhanh hơn những học viên khác, như bố đã từng. Hãy nhớ những con ngựa thắng cuộc thì được nhìn thấy ở điểm bắt đầu. Bố à. Tớ trông thế nào? Để tớ xem. Tớ không làm được gì hơn. Cười đi chứ. Này. Này. Xuống, xuống đi. Xuống đi. Chết tiệt. Xuống. Xuống. Ở yên đấy, đừng cử động. Ở yên đấy, từ từ thôi, bắt cả chân của tôi. Đau ở đây à? Giữ yên. Đừng cử động. Giữ yên. Để đó cho tôi. Đau ở đây à? Bắt cả chân của tôi. Yên, để tôi xem. Cậu thà đừng làm thế. Cảm ơn. Ý cậu là sao? Đừng lo, em thấy khá hơn rồi. Nó chỉ đói bụng thôi. Nó chỉ đói bụng thôi. Giờ nó hết đói bụng rồi. Không. Nó lấy ví của cậu rồi. Đi thôi. Trong bệnh viện này có một luật nghiêm phải được tôn trọng. Áo trắng của cậu phải luôn tươm tất và sạch sẽ. Giáo sư De Lillo rất kỹ tính về điều này. Này, mấy chị ơi, nhanh đi. Mới buổi sáng mà đã mệt mỏi rồi sao? Đây là phòng của giáo sư De Lillo. Ông Tonino. Ông Tonino, ông ổn chứ? Ông làm gì vậy? Ngủ trong phòng giáo sư à? Tôi không nói nữa đâu. Nếu tôi bắt cọc ông một lần nữa thì ông nghỉ việc. Chúng ta phải coi chừng Sir Helga, giấy quản lý bệnh viện này. Giấy sẽ biến chúng ta từ người Neapolis thành người Milanesi. Này, đây không phải rạp chiếu phim. Chào buổi sáng, Piromalo. Chào buổi sáng, giáo sư. Chào anh bạn trẻ. Anh nhớ em sao? Tất nhiên. Có khoa sushi chưa? Chưa. Để đó cho anh. Moscati. Sao cậu ở với bệnh nhân đấy? Tôi khám cho cậu bé ở bài kiểm tra. Giờ cậu không có làm bài kiểm tra. Tôi sẽ nói cho cậu bệnh nhân nào cần cậu. Sau khi đi vài vòng. Được, được, đi thôi. Gặp em sau. Lupini, Rita, bà khỏe không? Cảm ơn. Tới đây, tên gian xảo, tên tội phạm này, tránh xa ra. Tới đây, đồ gian xảo, tới đây. Mày làm gì thế? Đồ vô lại. Tránh ra, tránh ra, cho ta quả, bắt cháu đi. Tránh ra. Mày đang treo ta đấy à? Thằng nhãi danh. Tránh ra. Đứng lại. Đứng yên đấy. Đứng lại. Theo luật lệ. Đồ vô lại. Tránh ra. Đồ vô lại. Đứng yên đấy. Không được di chuyển. Cậu đây rồi. Ôi chết. Tao bắt được mày rồi. Tôi bắt nó trước. Tôi tìm đã lâu rồi. Ông không bao giờ bắt được tôi đâu. Tôi sẽ cho mày một chỗ trốn tốt. Tôi khuyên không nên làm như vậy. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Nhưng anh không thể làm được gì cả. Thằng nhóc này ăn cắp. Bắt nó đi. Nhưng nguy hiểm đấy. Ý anh là sao? Nó trốn khỏi khu nhiễm trùng. Tại sao? Nó bị gì? Bị gì hả? Nó có một con virus tấn công não. Nó mới không có não. Nó có thể tấn công vùng sinh lý. Đặc biệt là đàn ông. Tôi chưa cưới mà. Ai cưới ông? Agnello. Của anh đây. Cảm ơn. Chúc ngon miệng. Trời đã, bao lâu sớm chưa được ăn. Em không thể nói. Sao lại không? Chưa ăn kể từ khi em ăn trộm ví của anh. Em có muốn sống như vậy không? Đây là cách duy nhất em có thể sống. Đúng rồi. Sao vậy? Này, trả hũ muối lại. Tiếc quá, Immacolata sẽ thích nó. Ai là Immacolata? Em của em. Em có 3 người em trai nữa. Em là trụ cột của gia đình. Anh đùa hả? Không, cầm đi. Em có thể tới đây và bơi. Em là trụ cột của gia đình. Em không có thời gian để đi biển. Phạm không biết bơi. Anh sẽ dạy nếu em ngoan. Thật không? Tất nhiên. Vậy mình là bạn hả? Tất nhiên. Ăn đi. Anh không đói, muốn ăn không? Có. Cảm ơn. Ăn đi. Em cảm ơn. Đừng có la. Giữ chân anh ta. Chết tôi quá. Chồng tôi không thể đợi lâu hơn được nữa. Bà ơi, đi ra đi. Sao vậy? Đồ ông ấy. Ông ấy ngừng nói chuyện rồi. Trời ơi, mọi người đi ra đi nào. Ông ấy ngã từ cần cầu tại bến tàu. Ông ấy chảy rất nhiều máu. Đường mới vào. Sơ hẹn cả. Gọi giáo sư De Lillo. Ngừng chảy máu rồi. Và không những thế, ông ta chết rồi. Cậu không thấy hả? Đưa ông ta đi. Đi đi. Còn những bệnh nhân khác nữa. Chờ đi. Moscati. Cậu Moscati, ngừng ngay đi. Cô đang làm gì vậy? Kích thích con tim ông ấy. Cậu sẽ ép nát lồng ngực ông ta. Ai dạy cậu mấy điều này? Bác sĩ phù thủy hả? Giuseppe. Tôi đã ngừng đi. Ông ấy thở rồi. Ông ấy đang thở. Đang thở rồi. Tốt. Tôi đã gặp những bác sĩ như cậu. Bác sĩ trẻ hoang tưởng bởi lửa thần thánh, thuyết phục mình biết nhiều hơn người khác. Tôi không có ý tỏ ra không tôn trọng. Chỉ là bệnh nhân này sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Chỉ vậy thôi. Chúng ta thở oxy. Cậu quá người thờ. Khi đi ngược lại De Lillo. Đi thôi, hết ca rồi. Moscati, tôi đang nhầm hay cậu đang ngoài ca trực? Tôi biết tôi không nên ở đây. Hay chờ ai tới thăm à? Tôi đâu có mong đợi ai, cậu không à? Đây là lần đầu cũng như lần cuối, mặc dù tôi nghi ngờ đấy. Chào buổi sáng. Tôi được báo rằng tôi sẽ tìm thấy anh ở đây. Đi với tôi. Đây không phải nơi thích hợp cho công chúa. Elena. Công chúa thấy thế nào? Không có gì. Ngửi cái này đi. Cái gì vậy? Lòng não. Người ta gọi nó là cây của niềm vui. Anh là bác sĩ hay là bác sĩ phù thủy? Đây là lần thứ hai trong ngày tôi được hỏi câu này. Công chúa thấy thế nào? Tôi thấy thật ngốc nghếch. Tại sao? Tôi hẳn là một đứa trẻ hư vì hàn học tại vũ hội. Anh nói đúng. Tôi muốn chọc tức bố tôi. Và cô có thành công không? Ông ấy không nói chuyện với tôi trong 2 ngày. Sau đó ông ấy bắt đầu kiếm người cho tôi tiếp. Và giờ ông ấy tự đi gặp cha của những người thích hợp để xem họ có xứng đáng không. Và có ai hợp ý công chúa không? Sao anh hỏi? Anh quan tâm lắm hả? Có. Một chút xíu. Từ khi tôi quay lại sau cao đẳng, anh là người đàn ông đầu tiên không cố gắng để thành công nếu tôi không đáng với số tiền mà anh ta bỏ ra. Có thể bởi vì anh ta không thể mua cô nếu tôi muốn, hoặc có thể vì anh không muốn. Tôi không thể và tôi không muốn. Tôi biết rồi, tôi không nên đến đây. Tôi không nghĩ em hiểu. Tôi đã muốn em kể từ khi tôi gặp em lần đầu tiên. Và điều đó làm cho tôi sợ. Không phải đức vua và lý lịch của em ngăn cản điều tôi muốn đạt được, nhưng mắt em, môi em, trong những thứ đó tôi không muốn mất đi chính mình. Điều đó kinh khủng đúng không? Không. Nó tuyệt vời. Và nó lấy đi hơi thở của tôi. Anh biết chỗ tìm tôi rồi. Elena. Giáo sư, anh tắt thở à? Em đang làm việc này. Giỏi lắm. Nếu anh muốn thử, em sẽ giảm giá cho anh. Được rồi. Đi thôi, đi. Làm anh giải vui lắm. Làm việc ở bệnh viện thế nào? Anh muốn làm khác đi. Bằng cách nào? Anh muốn dành nhiều thời gian hơn với bệnh nhân. Tại sao? Anh không được à? Không. Có luật 7 phút. Giới hạn cho mỗi lần khám bệnh. Em làm giống cha Mario nói em. Nói gì? 7 lần đánh bên này, 7 lần đánh bên kia. Không nhiều hơn, không ít hơn. Đó là việc của em. Vậy thôi, 30 cent. Ngủ ngon. Ông uống thuốc chưa? Ngủ ngon. Ngủ đi. Ngủ ngon nhé. Chào buổi sáng, sao heo cả? Có tên gì không? Giáo sư. Là lỡ anh ra. Đi bồng bệnh thôi. Ông ấy làm được rồi. Đi với tôi. Moscati, giỏi lắm. Khá khen cho cậu. Nhưng đừng nghỉ ngơi trên thành tựu của cậu bây giờ. Có nhiều thứ phải làm ở đây. Cậu không thể tập trung tại một bệnh nhân. Moscati, áo trắng của cậu đâu? Dính đầy máu rồi. Điều này phản luật bệnh viện. Người thân cứ vào đây. Sao không nghĩ sự cảm thông nên không có luật à? Tôi nghĩ mỗi người trong chúng ta nên làm việc trong nhiệm vụ của họ. Và tôi đã làm nhiệm vụ của tôi nhiều năm lắm rồi. Tiểu cầu hoạt động bình thường lại rồi. Cậu đã làm cho tim hoạt động lại với thao tác đó. Và giúp tuần hoàn máu lại bình thường. Đừng có hạ thấp khả năng cơ thể muốn chiến đấu. Tới và xem này. Đây là lần đầu tiên tôi quá đồng tình với một tín đồ. Tôi hẳn đang già đi. Anh dẫn em đi đâu vậy? Tới một nơi tuyệt vời. Em có thể sẽ sợ một chút đấy. Đi tiếp nào. Ở gần anh nhé. Cẩn thận chỗ này. Em nghĩ sao? Có nguy hiểm không? Không. Nó có nổ không? Có, nhưng không phải bây giờ. Bác sĩ, chết thật. Anh quên buổi học bơi của em rồi. Nhưng một người đàn ông yêu, anh ta quên hết mọi thứ. Sao biết vậy? Ai cũng nói vậy. Và mắt anh nói chuyện và anh nhìn. Nhưng anh đang đi trên mây. Gì vậy? Tàu hơi nước đi tới Mỹ. Đẹp lắm. Em làm nó cho mấy em trai em. Em là thiên thần từ thiên đàng. Đó là lý do tại sao em hiểu tất cả. Nhưng một thiên thần không biết bơi. Ngày 8 tháng 4 năm 1906. Ho nào. Ho đi nào. Sao có một bài đánh giá cho đợt trợ viên đầu tiên? Chưa từng có 20 năm nay rồi. De Lillo bảo tớ chỉ có một nơi thôi. Đúng rồi. Sao vậy? Là động đất. Ra ngoài. Ra ngoài. Đi thôi. Đi ra ngoài. Cho trổ giữa anh ấy. Đừng hoảng sợ. Đừng hoảng sợ. Là Vesuvius. Nó thức dậy kìa. Đừng sợ. Tôi đi thấy gì rồi? Sẽ có rất nhiều xe sát ở The Greco. Đi mau. Cầm lấy. Bác sĩ, bệnh nhân đã thoát hết ra chưa? Một số vẫn còn trong đó. Cuộc sống chúng tôi rất mỏng và đó là một thảm họa. Đến với tớ. Tớ với. Chúng tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây. Đẩy, đẩy nào. Đỡ cái này đi, đúng rồi. Cứu cho tôi ra ngoài. Đi thôi, ra ngoài. Ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra đây, đi ra từ đây, nhanh lên. Cậu đi đâu vậy? Đi với tớ. Đợi đã. Họ ra hết rồi. Tôi không chắc lắm. Viện tâm thần. Ra khỏi đó. Các bác sĩ kia đâu rồi? Các bác sĩ kia đâu rồi? sẽ giúp mọi người ra khỏi đây. Đừng hoảng sợ. Tôi sẽ giúp mọi người ra ngoài. Tôi sẽ giúp mọi người ra khỏi đây. Ra ngoài nào. Ra ngoài đi. Nó ra ngoài thôi. Kính mừng Maria đầy ơn phước. Nhanh ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Tôi không thể đi. Chờ đây. Đi ra thôi. Đi nào. Đi. Đi thôi. Đi thôi. Lối này. Bác sĩ, tôi là một sinh viên ngành y. Giúp tôi một tay, đưa họ xuống nhà. Nhanh, nhanh lên. Đi thôi. Tên anh là gì? Moscati. Đi thôi anh bạn, nhanh lên. Đi ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Chúng ta phải ra khỏi đây. Tôi không thể đi. Chúng ta phải ra khỏi chỗ này. Tôi không thể. Tại sao lại không? Tôi phải ở lại đây. Anh ấy nói với tôi phải ở lại đây, tôi phải học bài hát. Bài hát gì vậy? Bài hát đầy ánh sáng. Có ánh sáng, rất nhiều ánh sáng và bầu trời có ánh sáng và mặt trời nữa. Đúng, mặt trời nữa. Anh đúng, có mặt trời nữa. Chúng ta hát cùng nhau nhé. Được. Hãy hát đi. Đúng rồi. Hát cùng nhau đi. Được không? Hay lắm. Nó đang sụp đổ. Chị có thấy đau không? Ở đây à? Đúng rồi. Và ở đây nữa. Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thoát vị hoành nhẹ. Vậy là cậu không mổ à? Tất nhiên là không. Cậu nhầm rồi. Bệnh nhân này đang chịu đựng chứng u gan biến chứng. Mẹ Maria, yên lặng. Chúng ta phải tiến hành mổ ngay. Điều này là không cần thiết. Chúng ta phải tiến hành mổ. Có thể như cậu không phải là một người chẩn đoán xuất sắc như cậu nghĩ. Bài kiểm tra kết thúc. Piromalo, tới lượt cậu. Xin chào các giáo sư. De Lillo đã đúng à? Người phụ nữ tội nghiệp đó bị mổ ra và khâu lại vô lý. Họ không tìm thấy khối u. Khá khen. Mashallah. Bây giờ cậu là người trợ y đầu tiên tại bệnh viện Nam Y. Thật không? Bạn cậu không làm được. Nhưng đừng lo, bố cậu sẽ giúp cậu ấy. Như cách cậu ta luôn có. Ta chẳng ngạc nhiên bởi điều đã xảy ra. Có thể là lỗi của ta đã chiều hư con lúc còn khôn lớn. Nhưng bây giờ thì tùy con. Con cho ta thấy con giỏi bằng Moscati, bạn con. Hoặc con sẽ không được gì từ ta nữa. Anh ấy đây rồi. Ruggero, anh thế nào? Chào mừng, giáo sư. Sao trang nghiêm quá vậy? Không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Đây là sau bài kiểm tra. Đừng nói với tôi là sơ không phục tôi nhé. Không. Tôi chỉ muốn nói với cậu một số sinh viên sẽ đi buồng với cậu. Tốt quá. Họ ở đâu? Cậu ta ở đằng kia. Đó không phải là một đám đông. Đó có phải một đám đông đâu, nhưng cậu ta khao khát được đi với cậu. Tên cậu là Alberto Tamaro. Alberto Tamaro, bác sĩ Moscati, giáo sư. Cậu có phải là người giúp đỡ tôi trong trận động đất không? Đúng. Cuối cùng tôi đã có bằng rồi. Giỏi lắm. Bây giờ tôi đoạn quan trọng nhất nhưng khó khăn. Tôi sẽ đọc một cuốn sách chẳng bao giờ được in ra. Bìa sách là những chiếc giường ở trong bệnh viện này. Nội dung là những thể xác đau đớn của nạn nhân. Cậu phải đem điều cậu đã học đi cả với sự cảm thông của người bệnh. Với một nụ cười lớn. Giorgio, chờ đã. Về áo trắng ra. Ta làm bệnh nhân sợ đấy. Nó không cần thiết khi đi buồng. Giorgio, tôi tìm cậu mấy ngày rồi. Thế à? Cậu muốn gì? Sao cậu nói chuyện như vậy? Tôi biết cậu rồi. Tôi giả vờ như cậu không muốn gì. Sao đã cậu lấy tất cả? Thậm chí bố tôi thích cậu hơn tôi. Bố cậu thì liên quan à? Có chứ. Tôi đâu có làm gì chống lại cậu. Tôi giỏi hơn cậu nghĩ, và tôi biết thế. Nếu cậu cũng nhận ra, tôi bắt cậu trả lời cho tất cả. Tôi không như điều cậu nói. Nghe tới này, bệnh viện mà chúng ta từng ao ước, chúng ta phải làm cùng nhau. Để tôi yên. Giorgio. Chào bố. Con đã quyết định rời khỏi bệnh viện. Tốt lắm. Ta sẽ lên kế hoạch cho sự nghiệp của con hôm nay. Đầu tiên, ta sẽ mở một phòng mổ tư cho con. Sau đó con sẽ xin đăng tờ rơi dạy học. Và rồi con có thể đặt thời kỳ chán nản này sau lưng con. Này, tụi nhóc. sang làm gì vậy? Đi đi, đi đi. Cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi, Aniello. Tôi không phải Aniello. Tôi không biết anh. Này, em nói gì vậy? Tại sao lại chảy máu? Đây là máu của em. Máu đắng. Tệ hơn là thuốc độc. Em đang nói cái gì vậy? Nó đẹp như địa ngục. Đừng ngốc, em là một thiên thần. Chỉ có khói ở địa ngục. Không có biển. Họ chỉ khóc và la hét. Em nói gì vậy? Aniello. Bác sĩ, em sợ. Anh ở đây, đừng lo. Vết thương có thể chữa, nhưng tôi nghĩ cậu bé đói bụng. Tôi cần một chiếc giường. Chúng ta hết giường rồi, cậu biết mà. Tôi nói tôi cần giường. Lấy một cái ống tiêm để lấy mẫu máu. Nhanh lên. Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể. Sơ Helga, Aniello đâu rồi? Cậu bé đói bụng, tôi nói rồi. Vâng, nhưng cậu bé đâu rồi? Trả lời tôi đi, cậu bé không có ở đây. Sơ Angelina cho cậu ấy chút bánh mì và sữa, cậu bé chạy đi rồi. Nó cười với trò mưu mẹo của nó. Yên lặng đi. Aniello! 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 Em có thấy Aniello không? Có. Cậu ấy ở quanh góc tường. Sao em không đợi anh? Giáo sư, biển có xa đây không? Không. Nhớ điều anh hứa với em không? Rằng anh sẽ dạy em bơi. Anh quên rồi à? Anh từng nói biển rất đẹp. Và Chúa gửi biển đến chúng ta để làm dịu tâm hồn ta. Đúng vậy. Giáo sư, đưa em tới biển đi. Em thấy đau lòng hôm nay. Được. Được. Bác sĩ, anh biết tất cả. Anh có thể nói cho em sẽ như thế nào nếu mình chết không? Aniello, mỗi người trong chúng ta là mỗi một giọt nước. sớm hay muộn đều chảy về biển. Và khi giọt nước tan chảy, nước đó trở thành biển. Nó không đau đúng không? Không. Vậy thì em cũng sẽ học bơi. Giáo sư, là uốn ván, đúng không? Đúng. Tôi ngạc nhiên khi cậu bé chết bình yên. Thường nói rất đau đớn. Cậu nhận ra không? Tôi thấy vết cắt, nói mê sảng. Nhưng tôi hy vọng là tôi sai. Cậu bé thấy máu đắng và cậu bé đúng. Uốn ván không ngọt cũng không đắng, không tốt cũng không tệ. Nó là một vi khuẩn, một vi khuẩn sống. Mà trước của cậu, nếu mới tồn tại, sáng tạo ra, và nó giết chết đứa trẻ. người bỏ mình ra đi. Xin Ngài tỏ mình ra. Người tỏ mình ra đi. Chúng ta sẽ để vết thương thoáng hơn. Cảm ơn, giáo sư. Giáo sư Moscati. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Chào sơ. Tôi chắc là cậu sẽ quay lại. Tôi muốn xin cậu lời khuyên. Sao hay cho tôi lời khuyên mà. Lời khuyên gì nào? Bệnh nhân giường số 22 đang đau đớn và anh ta chưa ngủ 2 ngày rồi. Tôi nghĩ tắm nước nóng có thể giúp anh ta thấy thoải mái hơn. Tất nhiên rồi. Bây giờ, ta đang thấy tôi với thói quen của ma sơ. Nhưng tôi cũng từng là một đứa trẻ. Tôi từng là nông dân. Cả gia đình tôi nai lưng trồng lúa. Tôi từng thấy rất nhiều bất công. Bố mẹ tôi mất khi tôi cao chừng này. Tôi từng dành cuộc đời tôi để xem luật lệ có giống nhau cho tất cả mọi người, bằng mọi giá. Bằng cách này tôi hy vọng kính trọng ký ức của bố mẹ tôi và lời của Chúa. Nhưng sau đó cậu tới. Và tôi nhận ra rằng nếu không có thiện nguyện, nhiệm vụ và công lý chỉ là những từ trống rỗng. Moscati, cậu sẽ thu hút nhiều lời chỉ trích và một chút hèn ngợi. Cậu sẽ bị cướp đi bởi người không xứng đáng. Nhưng cậu phải hứa với tôi điều này, là cậu không bao giờ bỏ cuộc. Không. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Giỏi lắm, giáo sư. Hôm nay anh nhận ra điều này. Chúa Giêsu trong mỗi người bệnh. Vâng. Nếu anh chỉ để chữa bệnh tật, anh sẽ bị đánh bại. Anh nghĩ tới sự giới hạn của khoa học và cảm thấy vô vọng. Anh nhận ra điều đó với cái chết của Aniello. Trở thành một bác sĩ thì ít nhiều. Anh muốn cho tất cả sức mạnh của anh, tất cả bản thân anh. Em có hiểu không? Vâng. Nếu anh không rời bỏ em viết thư ngay khi em nghe tin Aniello, nhưng anh không trả lời em. Em cảm thấy cô đơn và vô dụng. Nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Em có muốn chia sẻ cuộc đời này với anh không? Chia sẻ tất cả. Tất cả, Giuseppe, tất cả. Chúng ta không được xem đau đớn chỉ là cọ sát của thể xác. Người anh em khóc kêu cứu, chúng ta phải giúp anh ta với tình yêu. Và sau đó, tôi sẽ khám phá ra cậu có thể giảm đau với hành động và cử chỉ. với một số lời khuyên, một số câu từ, với một cái ôm, không chỉ với một cái đơn thuốc lạnh lẽo. Thử vào cảm nhận năng lượng Chúa Trời mà bạn có bên trong. Nó sẽ giúp bạn hiểu được một nhịp tim, một hơi thở yếu ớt. Nếu chúng ta có thể để nó lan ra, chúng ta sẽ cải thiện trực giác của mình, thậm chí nơi sự trần đoán bị lù mờ. Nghe này, sao cả? Moscati đang làm gì vậy? Tách ra bệnh viện ra. Tôi muốn đưa bệnh nhân ra ngoài. Tạ ơn Chúa, Naples là một thành phố đầy nắng ấm, ra ngoài thôi. Đây là cách điều trị tốt nhất. Tôi sẽ để tất cả thưởng thức một chút nắng đẹp. Đi ra ngoài nào. Tiếp tục đi buồng nào. Arcangelo, tôi làm gì vậy? Xin hãy tha thứ, nhưng tôi muốn làm việc với Moscati. Tôi tự do để theo sự điên rồ thay vì học nghề thực sự. Đi thôi, cậu điên thật rồi, tôi hay có chút điên lắm. Các cậu, có cần một tay không? Tới đến đây, cha tôi với. Mang họ tới chỗ nắng. Thở sau nào, thở. Anna, đừng làm quá chứ. Chỉ phải ở trên giường của mình. Được rồi, nắm tay thôi, tốt lắm. Như vậy có được không? Tôi làm gì đấy? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tôi đang đi tới Calabria, buổi chiều quan trọng. Sao cậu không trực cá? Vâng, người đàn ông được chẩn đoán sáng nay có bệnh đau thắt ruột. Esposito à? Ông ấy mới chết rồi. Ta không thể chết vì chứng khó điều. Khám thi thể xem. Không được đâu, họ đưa xác về rồi. Ta phải đi nhanh. Họ sống ở đâu? Tại quận Spanish. Để đó cho tôi. Anh dừng à? Anh muốn, anh có thể đi tiếp một mình. Không nguy hiểm không? Tôi nghe nói có trận bạo động ở Paris. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Để một cô gái phải đợi à? Moscati không biết giao ước và lễ độ. Bố, làm ơn đi. Có thể có gì đó xảy ra. Xin lỗi. Xin làm ơn. Tôi có thể giúp gì? Tôi đang tìm Rockero Esposito, gia đình Esposito. Tôi đưa anh tới đó. Không xa đâu. Đây này. Anh tính bao nhiêu? Đẹp gái phải không? Anh hiểu nhầm rồi, tôi là bác sĩ. Bác sĩ, Anh có thể là giáo hoàng thì có, ví mày hoặc tao giết mày. Bình tĩnh, ta bình tĩnh. Tôi không có nhiều tiền trong người. Không sao đâu, đừng lo. Áo khoác này. Nào. Đủ rồi. Giày của mày. Nào, tỏ ra mau lên. Khá khen đấy. Anh lợi dụng cô gái trẻ và sau đó anh muốn giết tôi. Làm đi. Tôi sao anh làm gì để kiếm tiền? Đủ rồi, bỏ dao xuống đi. Lấy đồng hồ và mũ của tôi. Này, Ruggiero Esposito sống ở đâu? Tôi không biết. Đi đi. Ai biết không? Đức vua Giorgio. Thật tiếc quá, nhưng tôi không phải hoàng tử được ngài để ý tới. Chào Elena, chào Giorgio. Con gái tôi cần người có thể làm cho nó cười. Tôi không thể xin nhiều hơn, đặc biệt là một buổi tối thế này. Phải không, Elena? Có ai ở nhà không? Esposito sống ở đây phải không? Đúng rồi. Vào đi. Có bao nhiêu người sống ở đây? Sao cậu đến đây? Cậu muốn gì? Chồng tôi chết rồi. Chồng cô mắc một căn bệnh nặng. Chị có thể cũng bị lây. Tôi ổn. Nhưng con trai tôi đang sốt. Đi thôi, đến và xem. Ta bệnh suốt. Lối này, bác sĩ. Em tên gì? Vincenzo. Tôi đưa em đến bệnh viện. Em không muốn đi. Thôi nào. Tôi không muốn chết giống bố. Em sẽ chết để em ở đây. Tuyệt vời. Đừng lo, không sao đâu. Bình tĩnh nào. Giả sử, cậu không đến giảm chiếu phim mà. Giày của cậu đâu? Mà đặt được chuyển. Còn bên này là ai? Tôi là con của Esposito. Có bị bệnh giống ông ấy. Viêm dạ dày sao? Dịch tả. Dịch tả. Chúng ta phải thông báo cho trưởng bệnh viện. Chúng ta nên chờ De Lillo. Ngày mai thì quá muộn. Nhưng thưa giáo sư, nhanh lên. Sẽ là một trận dịch đấy. Lớp thử nghiệm sẵn sàng cho mẫu Phật. Các cậu, qua lại đây. Chúng ta sẽ đến quận Spanish. Quận Spanish sao? Cả của chúng tôi kết thúc rồi. Nếu cậu nghĩ cậu xong thì cậu đi đi. Làm ơn chuẩn bị xe cứu thương. Anh còn có một đôi giày không? Có, cảm ơn. Lấy của tôi đi. Bình tĩnh nào. Tôi sẽ giải thích tất cả. Không có gì lấy làm ngạc nhiên hoặc bệnh trong điều kiện như vậy. Chuyện này thật kinh khủng. Mọi người uống nước này à? Vâng. Cho tôi mở ống thử nghiệm. Mang nó tới Monteforte và phân tích nó ngay. Chúng ta sẽ đưa những người bị sốt và nôn mửa đi gấp. Nghe này, mọi người phải đun sôi nước và chỉ ăn đồ chín. Những người này không ăn gì cả. Anh ấy đúng. Rất sắc. Tuyệt vời. Anh thức cả đêm rồi. Anh nên nghỉ một chút đi. Tôi ổn. Mọi người sợ bị lây nhiễm, họ tránh trong nhà hết rồi. Chúng ta nên quay lại. Signora. 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 Thưa chị. Signora. Nó không thức dậy. Tôi rất tiếc, cậu ấy chết rồi. Nó giống như thiên thần khi nó ngủ. Đúng không, Tonino? Tôi là bác sĩ, chúng ta phải đưa cậu ấy đi. Nó lạnh, như con chim sẻ nhỏ, và nhẹ lắm. Đưa cậu ấy cho tôi sẽ đưa cậu ấy đi. Không, anh không thể mang đi. Mà đi đi. Chị mệt rồi. Hãy để tôi giữ nó. Đưa cậu bé cho tôi. Cho cô ấy ăn gì đi. Đợi đã, anh không được vào, cho ta vào. Cảm ơn Chúa, còn tới đây. Tới đây. Đi đi. Yêu cầu của tỉnh trưởng, chứ không phải đốt hết tất cả. Ông làm gì vậy? Yêu cầu của chính phủ dịch tả không phải là tai họa. Vật dụng này không bị nhiễm. Con không cần phải đốt nó. Chờ tôi ở đây. Con không nên ra ngoài, sẽ bị nhiễm bệnh. Cô đi đâu vậy? Cô không được vào. Tôi là công chúa Calabria. Tôi phải nói chuyện với giáo sư Moscati. Con làm gì vậy? Quả này không bị nhiễm. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh nào. Từ từ. Nghe tôi này. Nghe này. Mày không thể đuổi tao ra khỏi nhà tao. Không ai muốn đuổi ông ra. Nhưng dịch tả là chết chắc. Ông không thấy à? Chúng ta để uống nước đó. Chúng ta sẽ chết hết. Không. Sẽ không chết. Đó là gợi để chúng tôi chữa bệnh. Chúng tôi không đủ tiền mua thuốc. Mà người không phải trả tiền. Tôi hứa. Chúng tôi sẽ trả lại đồ cho mọi người. Chỉ vài đồng thôi, thưa quý bà. Còn mang nó đi như vậy à? Lấy thêm vài miếng chanh. Con trai bé bỏng của tôi. Con không làm tang lễ à? Không tang lễ. Ông nói đúng. Hát đi. Hát cùng nhau đi. Ai biết hát? Tôi có thể. Vậy hát đi. Dựa trên câu chuyện của giáo sư Giuseppe Moscati, bác sĩ của Naples và là vị thánh, và những người sống cùng và làm cùng với ông. Tránh ra. Giuseppe. Elena. Em đã lo lắng lắm. Xin lỗi em vì tối qua. Đừng lo cho em. Hẳn là tồi tệ khi thấy những người tội nghiệp này chết. là tồi tệ khi nhìn thấy cách họ sống, bị bỏ rơi tới cùng đường và nghèo đói. Không ai đáng bị chịu khổ như thế. Bây giờ anh nghĩ tới chúng ta, và đang chờ bọn mình. Anh muốn xin lỗi Đức Vua nữa. Giáo sư, anh cần có mặt tại bệnh viện. À, bây giờ sao? Phải, bây giờ. Khi nào em sẽ gặp lại anh? Anh chưa biết. Anh sẽ ăn tối với bố con em ngày mai trước. Được không? Được. Đi nào. Đây là của bố con. Nó không giúp mẹ, nhưng nó có thể mang tới may mắn cho con. Sao vậy? Nói gì đi. Đây này bác sĩ, chúng ta cần thêm lọ. Chúng ta chỉ còn bấy nhiêu đó thôi. Đắp chăn vào. Tôi vẫn nôn à? Giáo sư, chúng ta có một ca cấp cứu băng huyết. Họ phát hiện ra cuốn trên đường phố. Chloe, anh biết cô ấy à? Mang cô ấy vào phòng mổ. Bác sĩ yêu thích của tôi. Không phải Giorgio à? Không, không phải anh ta. Tôi không muốn gặp hắn. Anh ta không có ở đây, chỉ có tôi. Đừng lo. Cô vừa sinh con. Em bé đâu rồi? Nó đi rồi. Nó chết rồi. Tôi không xứng con nó. Tôi không xứng với ai. Và tôi không còn ai. Không đúng, cô còn tôi. Tôi sợ. Tôi sợ. Bác sĩ, đưa tôi đi đi. Cô muốn tôi đưa cô đi đâu? Làm ơn. Không muốn ở đây. Giuseppe, là em à? Sao về sớm vậy? Chào Nini. Ciao Nini. Chào buổi sáng, chị. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Portami una coperta. Cho tôi một cái chăn. Cô ta là ai? Cẩn thận. Tôi sẽ quay lại. Cảm ơn các bạn ở bệnh viện. Nhiệm vụ của tôi mà, giáo sư. Tạm biệt. Tạm biệt. Đây là nhà anh à? Vâng. Đây là phòng của anh tôi, Alberto. Cô đang run. Tôi sẽ đi và lấy một cái chăn cho cô. Em muốn chị cho cô ta ở đây à? Tên cô là Chloe. Cô là bạn của George. Thành Naples, ai mà không biết cô ta? Cô sắp chết rồi. Cô ta phải chết ở đây à? Em không tôn trọng nhà của bố mẹ. Người ta sẽ nói gì đây? Chị biết em không quan tâm người ta nói gì. Và em không quan tâm tới chị, danh tiếng của chị à? Với tất cả những gì chị trải qua. Chị đã trải qua những gì? Thậm chí không thấy tội nghiệp cho một cô gái sắp chết. Chị cảnh cáo em. Nếu cô ta ở đây, chị sẽ đi. Chị anh nói đúng. Tôi chẳng là gì cả. Tôi nên quay lại bệnh viện thì hơn. Chị tôi đi nhà thờ nhưng quên những lời trong phúc âm. Cô biết chưa nói gì với người Pharisêu không? Câu chuyện người phụ nữ rửa chân ngài với nước mắt của cô và lau khô nó với tóc của cô ấy. Cô đã được tha thứ nhiều tội lỗi bởi vì cô ấy yêu thương. Giống tôi. Tôi từng yêu một người đàn ông. Và anh ta đã vứt bỏ tôi như một con búp bê bị hỏng. Không đúng. Anh ta rất yêu cô. Giorgio lừa tôi. Và tôi ghét anh ta với cả linh hồn tôi. Đừng để nó đầu độc cô. Nó sẽ chỉ làm đau chính cô. Hãy nghĩ đến điều đẹp đẽ mà cô yêu anh ấy. Những điều đó mới quan trọng. Hãy nghỉ ngơi đi. Anh ấy chắc chắn có việc cấp bách. Anh ấy sẽ thay đổi. Cho anh ấy thời gian. Và con sẽ sẵn sàng thay đổi vì anh ta. Tôi chỉ học xong thì anh tôi bị bệnh. Bác sĩ nói họ không thể làm gì, mặc cho anh ấy đau đớn vô cùng. Đó là khi tôi quyết định trở thành bác sĩ, để tôi không phải nói với người bệnh từ bỏ chính mình. Nina, là chị hả? Chị ấy quay lại rồi. Elena. Đây là Chloe, bạn của anh và Giorgio. Em đã chờ cả buổi tối. Em hơi mệt, em sẽ ra ngoài xem sách. Anh sẽ ra với em. Không cần đâu, cảm ơn. Đủ rồi. Vâng. Đợi tôi một phút. Elena, để anh mang áo khoác cho em nhé. Em không ở lại lâu. Anh xin lỗi về bữa tối. Vậy anh không đến để ở với cô ta à? Tôi cần anh là bác sĩ. Em cũng cần anh. Em không thể chờ anh mãi mãi. Em tưởng anh muốn cưới em. Anh từng. Và anh vẫn muốn. Nhưng cuộc đời anh thuộc về những người bệnh và những người nghèo. Họ khó qua khỏi. Không ai có thể cứu họ từ nỗi khổ của họ. Và họ mừng cho cuộc đời vì cái gì đó không mang lại cho họ. Tình yêu của chúng ta cũng là quà tặng. Đúng vậy, có tội không khi ta muốn có con cái, một căn nhà đẹp, một cuộc sống của riêng ta. Anh không muốn từ bỏ hạnh phúc vì thứ mà anh không thể làm được không? Anh không thể cứu tất cả người bệnh trên thế giới. Giúp em, làm em vui đi. Anh muốn làm em vui. Nhưng em phải chấp nhận anh vì chính anh. Xin lỗi em. Đi đi, chạy theo cô ấy đi. Em quá giàu để xứng với sự chú ý của anh. Không đúng. Không đúng à? Anh yêu em, chứng minh cho em thấy. Và đưa cô ta quay lại bệnh viện đi. Thử lỗi cho em, nhưng em không làm được. Elena. Chào buổi sáng. Tôi muốn nói chuyện về giáo sư Piromalo. Anh cần phải đặt hẹn để gặp giáo sư. Ngoài lệnh cho Moscati yêu quý. Anh thế nào? Ngồi đi. Thích nó không? Tôi mua nó từ người bán đồ cổ ở Rome. Hút thuốc không? Nó đáng giá, là một sự may mắn đấy. Đẹp tuyệt. Phòng hồ này rất đẹp. Không tệ đúng không? Cô, đó luôn là giấc mơ của cậu. Giáo sư. Sao vậy? Mệt với bệnh viện à? Không, cậu có thể tới làm việc với tớ. Chắc không có Sơ Helga đếm số lần đi buồn của cậu đâu. Và những cô gái trẻ đẹp ở đây. Bệnh nhân của cậu trông khỏe khoắn lắm. Nhờ tớ điều trị đấy. Tớ để cái khó cho cậu. Nghe này, Giorgio. Tôi còn nói với cậu về một ca khó. Chloe bệnh nặng lọc. Tôi bị nhiễm trùng máu, sắp chết rồi. Thứ lỗi. Tôi thì có liên quan gì? Ý cậu là sao? Cậu có thể đến và thăm cô ấy. Cậu đã từng rất thân với cô ấy. Mọi người đàn ông trong Naples đều thân với Chloe. Cậu thích cô ấy và nó có thể giúp nếu cậu tới đó. Chuyện chúng tôi đã lâu lắm rồi. Và tôi phải nghĩ đến danh tiếng của mình. Và tôi thì làm được gì khi cậu sắp chết? Khi cậu chết. Nghe như cậu cũng chết. Trong tim và trong tâm hồn. Nhưng cậu không phải như vậy, tôi biết mà. Tôi không hoàn hảo như cậu. Tôi không hoàn hảo. Tôi chỉ muốn nói với cậu thế thôi. Tôi làm rồi đấy. Và đó là việc của cậu. Nhắc nhở tôi thấp kém thế nào với cậu. Cậu nhầm rồi. Cậu muốn tin vậy thì nó cũng hợp với cậu. Nhưng có tôi hay không thì cậu cũng cần có lương tâm để tựa vào. Giỏi lắm, Moscati. Ai tiếp theo? Cảm ơn. Ông thấy không, Antonio? Tôi có một thiên thần chỉ dẫn đọc được ý nghĩ của tôi. Cậu là một cuốn sách mở với tôi. Tôi biết khi nào cậu buồn, sợ, khi nào cậu lo lắng. Sao sớm biết được điều này? Tôi quan sát cậu. Khi mắt cậu nhỏ lại, nghĩa là cậu lo lắng. Khi cậu chạm râu, là cậu chuẩn bị chẩn đoán. Và khi nào tâm trạng tôi tốt, tâm trạng của cậu chẳng bao giờ tốt. Đây này. Xong rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Đi vào ngủ một giấc ngon. Bây giờ, ví dụ, đôi mắt cậu thật buồn, nhưng tôi không biết tại sao. Sẽ đã bao giờ làm ai đau buồn chưa? Nhiều lắm. Nhưng tại sao? Tại sao chúng ta không thể tuân theo điều tốt? Tất cả chúng ta đều cố gắng làm tốt. Chúng ta suốt cuộc vẫn làm người xung quanh đau buồn. Tôi yêu quý chị tôi và Giorgio nữa. Tôi yêu Elena nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng tất cả bọn họ đang chịu đựng bởi vì tôi. Tại sao? Tôi không biết. Tôi không biết. Nhưng không tùy thuộc vào chúng ta để phán xét quyết định mà chúng ta được gọi để làm. Chúng ta chỉ có thể tuân theo. Và cậu làm thế mỗi ngày với lòng can đảm. Và đó là lý do tại sao tôi rất nể cậu. Chào buổi tối. Xin chào. Tôi muốn nói chuyện với công chúa. Xin đợi một chút. Công chúa đi ra ngoài rồi. Đi đâu vậy? Tôi cần nói chuyện với cô ấy. Tôi không thể nói điều gì. Tôi hiểu rồi. Làm ơn hãy gửi cho cô ấy. Cảm ơn. Từ ngày chúng ta hứa sẽ bên nhau. Elena, em không biết khó khăn thế nào để xa em. Tay em luôn trong tay anh, cho anh động lực, sức mạnh và hy vọng. Làm sao để anh sống thiếu em? Lời hứa đó anh vẫn giữ. Tay em luôn sẵn sàng đón tay em, và sẽ luôn như thế. Nếu em muốn, thuộc về em, Giuseppe. Nhìn kìa, 3 ngày trôi qua và xem lên này như vậy. Nhìn xem. Hôm nay anh về sớm. Không phải Giuseppe, là tôi. Tôi đến để lấy đồ của tôi. Sau đó tôi sẽ đi khỏi đây. Đây là nhà của chị. Đó từng. Tôi muốn mở cửa ra để đón nóng. Của cô đây. Bà chủ được phục vụ. Bởi vì đó là tôi, một người hầu. Tôi là người hầu. Đừng vậy mà. Chị ngồi xuống đi. Ngồi xuống bên tôi này. Chị có thể nói với tôi. Cầm đi. Tôi thèm mấy cái này làm của hồi môn cho mình. Có tới 100 cái trong tủ trang phục. Chị đang chuẩn bị cưới à? Tôi đã không có thời gian để cưới. Đầu tiên mẹ tôi mất. Sau đó anh chị Alberto. Sau đó là bố. Và không ai hỏi tôi. Nina, cô ổn không? Cô cần phải bỏ nó ra khỏi lòng mình không? Tôi, như người vô hình. Tất cả những gì tôi còn trong đời là Peppino. Nhưng để gặp anh ấy, tôi phải được nhận vào bệnh viện. Vâng. Chào bố. Con chán ở nhà rồi. Chúng ta ra ngoài nhé. Giorgio đang chờ ở vũ hội. Tình yêu không phải là một định mệnh. Tôi tưởng là giống nhau. Sau đó tôi gặp chị và em chị. Cho tôi vào nhà chị. Và cho tôi những ngày tháng này. Đó là tình yêu làm cho con người hạnh phúc. Và tình yêu của chị trao cho người khác mà không cần được trả ơn. Tôi học được điều đó từ em trai chị và từ chị. Từ tôi à? À được rồi. Gửi đi, chị đi đi. Gửi đi. Thơm lắm. Chúng ta ăn ở đây à? Chloe không ra ngoài được. Chúng ta phải picnic ở trong nhà. Chúng ta có đủ ánh nắng. Và mùi của biển trên cái đĩa này. Là gì nữa không các cô gái? Một chút nhạc chăng? Nó đi đâu vậy? Điên rồi. Nhạc của em này. Nhưng nó không hoạt động. Không à? Nghe xem. Đây rồi. Giỏi lắm. Tôi có thể nhảy cùng không, quý cô? Chị quên cách nhảy rồi. Đừng để tôi phải cầu xin. Nhảy với tôi đi. Thôi được. Chị nhẹ như lông vũ. Đừng có dẫm lên chân chị. Đầu chị đang quay. Sao vậy? Đang vui mà. Nhưng tôi đang nghỉ. Trong bộ đồ này à? Tôi luôn trong nhiệm vụ. Gì vậy? Một bức thư cho cậu. Cảm ơn. Không có gì. Elena Cachafa và Giorgio Piromalo. Tôi đã cướp đi hôn thê của em, và sau đó mời tới dự tiệc cưới. Một sự xấu hổ trước toàn dân Naples. Nếu Elena hạnh phúc với Giorgio thì em phải vui cho họ. Em đã có thể đến nhà thờ. Chị đã chờ điều này cả cuộc đời chị. Đừng khóc. Chị thậm chí đã chuẩn bị một chiếc váy đẹp. Chị cảnh cáo em. Nếu em tới đám cưới, chị sẽ bỏ đi. Em biết. Cảm giác em như thế nào khi trở thành quý bà Piromalo? Rất hạnh phúc. Tất cả bác sĩ Naples ở đây, ngoại trừ Moscati. Nhưng chúng ta cũng vẫn vui mà, năm tức phu nhân. Anh sẽ mời em một ly sâm banh cuối và giúp em kiêng ăn vào ngày mai. Cô có muốn đến bệnh viện không? Không. Tôi muốn ở đây. Được. Tôi sẽ ở đây với cô. Nói cho tôi biết sự thật đi. Giorgio. Anh ta biết tôi sắp chết, phải không? Phải. Nhưng anh ta đã không đến. Cậu ấy không dũng cảm bằng cô. Nhưng khi tôi hỏi cô về đứa trẻ không, cô nói cô không xứng đáng con nó. Bố nó không muốn nó. Và tôi nghĩ tôi cũng không muốn nó. Nhưng cô sinh nó ra. Giờ nó đâu rồi? Nó không chết, đúng không? Không. Không. Tôi bỏ nó trước cửa nhà thờ. Sao lần trước cô không nói với tôi? Bởi vì anh có thể sẽ nói với Giorgio. Anh ấy là cha của đứa trẻ. Anh ta nghe nói tôi có thai. Anh ta đưa tôi tiền để phá thai. Tôi rất tiếc. Nhưng tôi đã tha thứ cho anh ta. Tình yêu thì không bao giờ mất đi. Nó luôn luôn quay lại. Bây giờ tôi biết rồi. Đó là lý do tại sao tôi không sợ chết. Nhưng bây giờ, anh phải tìm nó lại. Được. Tôi không muốn con tôi lớn lên là trẻ mồ côi. Tôi muốn nó có một ngôi nhà. Được. Một gia đình. Tôi biết rằng khi Giorgio gặp nó, anh ta sẽ chấp nhận nó. Hứa với tôi, anh sẽ đi tìm nó. và đưa nó tới chỗ cha nó. Tôi hứa. Có phải giáo sư Moscati không? Vâng, là tôi. Tôi đã đưa cô gái tội nghiệp này về nhà. Tôi có thể đưa con tôi tới chỗ cậu không? Chúng bệnh, và tôi không có tiền để chữa cho nó. Tất nhiên ông có thể. Cảm ơn. Cảm ơn cậu. Giữ lấy, đứng lại. Nếu sao bắt được con. Chào buổi sáng, bác sĩ. Tôi xin lỗi, nhưng ở đây không có đứa trẻ nào như vậy. Chúng thường được gửi đến những trung tâm mồ côi khác và không có tên. Tôi đã hỏi hết tất cả các tu viện rồi. Tôi không biết tìm ở đâu tiếp theo. Có nhiều trẻ mồ côi ở Naples hơn Lava và Vesuvius. Tôi xin lỗi. Vâng. Cảm ơn. Ho một chút đi. Được rồi. Những đứa trẻ này có đi học không? Tôi không có tiền cho chúng đi học. Tôi thất nghiệp. Chúng bệnh à? Suy dinh dưỡng. Chúng không ăn. Tôi sẽ cho anh gì đó để chúng khỏe hơn. Để yên. Chị Nina. Đây là đơn thuốc. Mua tất cả và đưa cho anh ấy. Sữa, thịt, trái cây. Đơn hàng đi chợ mà. Vâng, chị đi vào mua đi ạ. Chúa chúc lành cho mặt đất và anh đi qua. Anh là một người tốt. Một lời tốt đẹp. Tôi chỉ là bác sĩ, vậy thôi. Quay lại khi ông dùng hết thuốc, tôi sẽ kê thêm cho ông. E quando le medicine sono finite tornate che vi do le altre. Va bene? Được chứ? Magari prendetene qualcuno. Ông cũng ăn một chút đi. Ông sẽ làm việc tốt hơn khi no bụng. Cảm ơn. Không có gì. Đặt nó lại. Cha thích cuốn sách này à? Thích lắm. Vậy cháu có thể lấy nó. Cảm ơn. Ngày 24 tháng 5 năm 1915. Nước Áo Ban Hôn đốc Ý. Cho đang la hét gì vậy? Nước Ý sẽ tham chiến, nước Áo sẽ chết. Sự chiếm đóng của Tripolitania và chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ đã được áp đặt lên chính phủ. Một cuộc nổi dậy mất kiểm soát toàn nhân phẩm quốc gia. Họ nói gì vậy, giáo sư? Rằng yêu cầu của tôi bị từ chối rồi. Tạ ơn Chúa. Họ nhận ra rằng chúng ta cần cậu ở đây hơn là ra tiền tuyến. Họ không từ chối tôi. Họ phát hiện bệnh thoát vị. Tôi ở đây, sao không vui à? Arcangelo. Si sono presentati ieri e mi hanno convocato. Devo presentarmi a Padova domani. Em phải có mặt ở Padua sáng mai. Professor, se potete telegrafare. Em có thể gửi thư điện tín cho bố mẹ em không? Em không thể. Sẽ làm mẹ buồn lòng. Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy. Và quay lại an toàn nhé. Được chứ? Em hứa. Tôi sẽ làm gì nếu không có cậu? Elena. Vui khi gặp em. Em trông đẹp lắm. Cảm ơn. Em vẫn chưa cảm ơn anh vì món quà anh gửi cho bọn em. Giorgio xa rồi. Anh ấy có đây với em không? Vâng. Anh ấy luôn bên em. Anh rất mừng cho em. Em phải đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh ta muốn gì em? Không có gì. Tôi không thấy sự mâu thuẫn nào giữa khoa học và đức tin. Tôi càng nghiên cứu nhiều về thiên nhiên và cơ thể con người, tôi càng tìm thấy niềm vui. Sự thông minh sáng tạo trong mọi thứ. Tôi gọi nó là sự thông minh. Tôi gọi nó là thông minh. Tôi gọi nó là bản năng sinh tồn. Tôi có Đức Chúa. Tôi có sự bất an, số mệnh. Không có tác dụng. Chúng ta chẳng bao giờ thuyết phục được nhau. Cậu làm tôi lại muộn rồi. Tôi phải nói gì với vợ tôi đây? Cô cũng có trí thông minh, sáng tạo. Nhưng cô không thương xót như Chúa của cậu. Con có thể ở đây. Tôi không cho cậu vào. Đây là một ngôi nhà đầy sự kính trọng, không phải nơi công cộng bị bỏ hoang. Họ là ai? Tất cả những người nghèo ở Naples đều ở đây. Đi. Họ là con người mà. Tôi không thể khám hết tất cả bây giờ. Đi đi, làm ơn. Sao mà được? Đi đi. Đây là một tòa nhà được tôn trọng. Ông biết à? Đi đi. Pasquale, thái độ gì vậy? Giáo sư sẽ gặp mọi người vào ngày mai. Đi đi, những người tốt. Tôi không thể quay lại vào ngày mai. Chứ không biết chỗ nào cho họ vào hết. Ai bảo họ tới đây vậy? Chào buổi tối. Lời đồn hẳn lan ra ngoài. Họ như chồng cháu. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Đưa một số đi đi. Sau khi em khám cho họ. Được không? Đi với tôi. Đây là đơn thuốc của bà. Đây là tiền mà để mua thuốc. Khi nào tôi sẽ trả lại? Thì đi, mọi người đang chờ. Thánh Gennaro chúc lành cho anh. Gặp lại bà vào thứ năm để kiểm tra lại. Đinh nhịp Persico chuyển sang nghiêm trọng rồi. Chúng ta phải phẫu thuật. Cậu mổ được không? Tôi không nghĩ. Tôi nghĩ cậu làm được. Đi đi. Vâng, giáo sư. Sao hả cả? Tôi nói nó cấp bách mà. Làm nó, sao hả cả? Đúng rồi. Nhiều hơn đi. Ta là vết thương bẩn. Ta bị nhiễm trùng. Tiếp tục lau đi. Bình tĩnh. Đưa tôi dụng cụ đó. Đây. Tốt. Lau nó. Lau nó đi. Tôi đang làm. Đúng rồi. Tôi không thể làm như vậy. Tôi phải can thiệp. Tôi phải bổ vết thương. Chúng ta có thể làm mất máu nhiều đấy. Tôi không có lựa chọn nào khác. Gọi giáo sư đi. Đưa tôi dao mổ của cậu đây. Cảm ơn. Y tá, kéo tay áo tôi lên. Một chút nữa, chút nữa, một chút nữa. Giúp tôi một tay. Lau đi. Anh ta mất quá nhiều máu. Tôi sẽ gọi giáo sư. Tôi muốn tự làm nó. Làm theo lời tôi đi. Hãy tin tôi. Tốt. Bây giờ chúng ta phải tháo ra. Tốt lắm. Cậu làm tốt lắm, cả hai người. Tôi muốn cậu làm việc như một nhóm từ bây giờ. Cậu này có khẩu vị tốt. Cuối cùng cũng hài lòng. Tất nhiên, chúng ta có hai hoạt động ở bệnh viện. Một là ngày và một là đêm. Tôi biết tôi không hoàn hảo như Alberto. Nếu tôi có thể, tôi sẽ làm cậu ấy quay lại và tôi sẽ đi lên đầu. Cuộc chiến ở đây. Vậy à? Vậy hãy cẩn thận, vì tôi sẽ trở thành tên bắn súng bắn lên người Áo. Sự khác biệt của cậu giúp cậu làm việc tốt. Bằng cách quan sát người khác, cậu làm ra điều tốt nhất. Được rồi, để họ ăn đi. Chị đã làm ít bánh cà tím. Cậu thích bánh cà tím không? Món yêu thích của em. Và sao thì sao? Sao vậy, Papino? Có chuyện gì sao? Em đi đâu vậy? Em sang ngoài không mang áo choàng à? sư Monteforte chắc giảng được. Giáo sư, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Và để chúng tôi ở đây. Để tôi ở lại với Moscati. Cậu tới đúng lúc lắm. Ai nói cho cậu biết? Ông nghĩ là ai? Nhà khoa học. Người ta nói rằng khi cậu sắp chết, những người tin thì mất đi đức tin, và những người không tin thì ngược lại. Có lẽ Đức Chúa Trời gửi cậu tới đây vì lý do đó, để dụ tôi vào cái bẫy cuối cùng. Tới đây. Cầu nguyện cho tôi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xã, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Con sẽ nhớ cuộc khuyên náo ông ấy làm mỗi bài kiểm tra. Và bây giờ ông ấy muốn cải cách bệnh viện. Nhưng ở đây chúng ta không biết cuộc cải cách tiếp theo của Moscati là gì. Bố muốn sát hại cậu ấy thật à? Trao cái chức của giáo sư Monteforte đi. Giuseppe tham vọng. Cậu luôn muốn dạy học ở trường đại học. Cậu sẽ không từ chối công việc đó đâu. Với tâm trạng hoang mang, tôi nói lời tạm biệt tới Giulio Monteforte, người thầy tuyệt vời của trường Neapolitan. Người đã xa bỏ chúng ta quá sớm, tại nơi ông ấy quý mến nhất. Giảng đường của ông ấy chúng ta sẽ nhớ, trí thông minh, lòng can đảm, tính hóm hình, những cuộc tranh cãi của ông ấy với những người có lý tưởng khác với ông. Đó là một bài học quý giá ông ấy để lại cho tôi. Tình bạn luôn không đi ngược lại với sự giống nhau, nhưng với sự đa dạng nữa. Từ khác biệt, từ những cuộc đối chất giữa độ nhạy khác nhau và nghề nghiệp, tôi chắc rằng Julia sẽ tha thứ cho tôi khi từ chối. Khi từ chối công việc, thay ông làm giáo sư dạy học, tôi làm miễn cưỡng. Thật là miễn cưỡng. Nhưng tôi muốn ở lại bệnh viện. Tôi không thể chịu được. Cuộc đời của tôi là ở với người bệnh. Tôi chắc rằng ông ấy sẽ chấp nhận. Đề xuất của tôi để trao công việc của ông cho một người đồng nghiệp khác xứng đáng, giáo sư, bạn tôi, ngài Giorgio Piromalo. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin chào mọi người. Elena. Em thế nào? Em quý anh Giuseppe, nhưng em yêu Giorgio. Chúng em sống nhau, chung ước mơ và hạnh phúc bên nhau. Và anh mừng cho em. Để anh khám bụng cho em. Chúng em không thể có con. Elena này, buồng trứng của em sưng to. Những bác sĩ kia nói gì? Họ nói đủ thứ. Giorgio nói gì? Anh ấy tránh nói tới chuyện này. Có lẽ anh ấy đã chẩn đoán và biết là không có hy vọng. Anh ấy nói có đúng không? Anh phải thành thật với em. Anh không nghĩ em nên hy vọng nữa. Sao Chúa trừng phạt em? Không ai muốn trừng phạt em. Anh biết em muốn có một đứa con thế nào mà. Tất nhiên là anh biết. Lau nước mắt và mặc đồ đi. Anh mới đưa em tới một nơi đặc biệt. Có thể chúng em cưới nhau trước để chọc tức anh. Nhưng rồi sau đó chúng em yêu nhau thật. Và khao khát có một đứa con mang chúng em tới gần nhau hơn. Không công bằng để bị thiếu thốn một thứ gì đó mà mọi người đều được ban cho. Thậm chí người nghèo nhất. Cuộc sống thật sự không phải không công bằng như vậy đâu. Trong một lần thử sẽ mang tới cho hai người một cơ hội. Tối nay, anh muốn em gặp một người bạn. Giáo sư Moscati, anh tới để gặp bọn trẻ à? Sơ Maria. Đây là bạn tôi, Elena. Hân hạnh được gặp cô. Các con nhìn xem ai này. Bác sĩ Giuseppe. Chào buổi sáng. Giáo sư, chúng con mang bánh sốt tới cho bạn cháu không? Không, cô Nina không có thời gian. Chú sẽ nhờ cô ấy làm một ít cho chủ nhật. Và chú sẽ dẫn bọn cháu tới bãi biển. Giáo sư làm rất nhiều thứ cho chúng tôi. Những đứa trẻ này mồ côi và từng mắc nhiều bệnh. Nhưng bọn trẻ thông minh lắm. Chúng vẽ nó và làm hóa trang. Ai đấy? Nina. Nina sao? Nina đẹp hơn thế này. Đây là Bataza, cho cô đấy. Cho cô. Thật à? Cảm ơn, cậu ấy đẹp lắm. Không có gì. Em thiếu một đứa con. Và chúng thì thiếu cha mẹ. Từ sự bất công này, hy vọng sẽ được tạo ra. Tình yêu có nhiều đường đi lắm. Các con, sao các con không chỉ cho công chúa thấy khu vườn nhỉ? Đây này, chị không biết kiếm tiền từ đâu. Chúng ta thiếu nợ tùm lum. Em biết, chúng ta có thể bán một số nội thất, vài bức tranh, sách của bố. Tiền vật của gia đình à? Sao vậy? Em không khỏe à? Ngừng gặp bệnh nhân và nghỉ một chút đi. Không, em khỏe, đừng lo. Chị, cho người tiếp theo vào. Với siro tôi sẽ kê một chút vitamin A và vitamin C. Giáo sư, nhìn cái hộp đẹp có tiền cho anh này. Xin lỗi, chờ tôi một chút. Chờ một chút. Đứng ở chỗ cửa và thu thập tiền quyên góp từ bệnh nhân vào chiếc hộp này. Ai có thể cho tổng số tiền. Ai đang gặp khó khăn, cho trong mức mình có thể. Sau đó, với số tiền mà anh thu thập được, đi và mua thuốc cho người không có tiền mua. Biết không? Hiểu không? Tôi phải nhỏ giọng thôi. Tôi phải giống như Robin Hood và lấy từ người giàu mang tới cho người nghèo. Tôi sẽ làm, đừng lo. Có thích ăn cam không? Đưa tiền đây. Xin lỗi, là Pasquale. Pasquale, ông đang giấu tiền ở đâu? Pasquale, sao vậy? Anh ta muốn xem ví của tôi. Ông ta có nhiều tiền. Cái mũ này bao tiền? Hãy chỉ lấy tiền quyên góp thôi, không ai bị lục soát cả. Được chứ? Lạy Chúa tôi. Người thu mua đồ cũ tới rồi. Tốt quá. Chào buổi sáng. Chị Nina, nào, mang nó xuống nhà. Giúp em một tay nào. Và cho một nụ cười đi. Cẩn thận, đừng làm vỡ. Đừng làm vỡ. Đây rồi. Sao vậy? Tất cả đồ này. Chị không biết bố mẹ sẽ nói gì. Họ vui về những điều chúng ta làm. Chào buổi tối. Sẽ chỉ còn những hạt bụi. Chị làm gì vậy? Khóc à? Đây là đơn thuốc của ông. Chị ta sẽ cho ông thuốc mà ông cần. Một lần một ngày cho một tuần. Nhưng chỉ cho ông ấy thôi. Em họ của ông khỏe lắm. Tạm biệt. Tạm biệt. Chào anh bạn trẻ. Chú có cảm giác gặp cháu ở đâu rồi? Tên cháu là gì? Antonio. Antonio. Đừng sợ. Giuseppe là một người bạn quý giá. Anh ấy giới thiệu chúng ta. Nói 33, 33, 34, 35. Để rồi, mặc đồ vào. Cậu bé khỏe lắm, đừng lo. Là yêu từ ánh nhìn đầu tiên đấy. Em quay lại gặp nó và chúng em trở thành bạn bè, phải không? Dạ. Chuyện gì xảy ra với nội thất của anh vậy? Ở đây có một bức tranh đẹp mà. Thuốc đắt đỏ. Nụ cười của bệnh nhân thì xứng đáng hơn là bất kỳ bức tranh nào. Antonio nể phục anh vì những điều anh làm. Phải không, Antonio? Dạ, tới đây. Cho chú này. Cho chú à? Gì vậy? Đó là chiếc nhẫn nó có quanh cổ khi nó được tìm thấy. Có lẽ là của mẹ nó. Chứ nên làm gì với nó? Mua thuốc cho người nghèo. Thật không? Ngoan lắm, Antonio. Đây là hành động tốt. Mẹ cháu rất tự hào về cháu lắm. Ngoan. Chú bỏ vào hộc tủ nhé. Vâng. Giorgio có biết em mới nhận nó làm con nuôi không? Em thử nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy không muốn biết. Anh ấy rất bận công việc. Sao không thử nói chuyện với anh ấy? Làm ơn. Giáo sư Moscati. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đây là giáo sư Moscati. Tự tôn của bệnh viện chúng ta. Moscati là người lãnh đạo dạy những bác sĩ trẻ. Không lâu nữa đâu. Cavalier Benito Mussolini đang làm một cuộc cải cách trong Bộ Y tế. Từ bây giờ, bác sĩ mới sẽ được dạy trong trường đại học, không phải trong bệnh viện. Điều này sẽ làm mạnh quyền lực của các bác tước trường đại học. Bệnh viện sẽ xuống cấp với những bác sĩ không có kinh nghiệm, những người sẽ đuổi những bác sĩ thực thụ đi. Cậu vẫn chưa nhìn thấy phòng thí nghiệm đầu tiên của chúng tôi. Nếu cuộc cải cách thành công, công việc của tôi như vô ích. Chúng ta sẽ mất tất cả. Tôi mong đợi cậu, nhưng chúng ta đang vội. Cậu muốn gì? Cậu phải cứu Naples và cả nước Ý từ cuộc cải cách vô lý này. Tôi không có quyền đó. Đặt bàn chưa? Rồi. Rome nghe lời cậu. Cậu có thể nói thay mặt tất cả chúng tôi và ngăn cản sự tàn phá của luân lý ngành y. Ý cậu là sao? Bởi thay mặt tất cả chúng tôi, những người đồng nghiệp mà cậu đã luôn khinh thường, hay tôi, cynical và sự vô cảm. Để giành được sự giúp đỡ từ bạn bè, cậu phải bồi dưỡng họ. Cậu không thể gây chia rẽ, sau đó xin giúp đỡ. Tôi không xin cậu giúp đỡ. Tôi muốn cậu sử dụng quyền lực của mình cho điều mà cậu luôn tin tưởng. Nhưng khi ta quyết định trở thành bác sĩ, chúng ta mới được thay đổi mọi thứ, làm cho chúng tốt hơn. Đây là cơ hội cho cậu để tìm lại chính mình. Cậu nghĩ cậu là ai mà biết điều gì là đúng? mà bảo tôi nên làm gì và không làm gì. Tôi là bạn cậu Giorgio, không phải kẻ thù như cậu nghĩ. Tôi luôn tin cậu. Tôi muốn cậu tìm thấy điều mà cậu đang tìm kiếm. Tôi có tất cả mọi điều tôi cần. Tôi hạnh phúc. Vợ cậu không tin điều đó. Cô ấy tâm sự với cậu à? Cô ấy muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Cô ấy nói với cậu chứ tôi không thể có con sao? Nó là một đứa trẻ mồ côi. Tên là Antonio, 7 tuổi. Tôi không muốn đứa con nào hết. Tôi có những thứ khác để suy nghĩ. Tôi không phải người như cậu nghĩ. Cuộc cải cách, tôi đồng ý với nó. Tôi sẽ làm tất cả để giúp. Bây giờ tôi có rất nhiều thứ phải làm. Không nghiêm trọng không? Đừng có ngốc. Nó có thể trở nên nghiêm trọng. Chị nói rồi. Em chỉ hơi mệt thôi. Phải nghỉ ngơi chút đi. Tôi nói nó đi. Chị ấy đúng. Anh phải khỏe mới giúp người khác được. Cứ như vậy và bọn chị chuẩn bị tới đám tang của em. Thôi đi, em ổn mà. Đi đi, em phải làm việc. Nhưng mà Nina, anh có chắc không? Đừng phí thời gian. Chào mọi người. À, thứ cho tôi nếu tôi luôn không thể thể hiện tình cảm ra. Chị Nina yêu quý, đừng buồn. Xây dựng pháo đài của chị. Chúng ta đều cần một nơi để chuẩn bị chiến đấu. Chúa đã cho chúng ta tất cả, và Ngài sẽ xem xét cách chúng ta sử dụng chúng. Không phải khoa học, nhưng thiện nguyện thay đổi thế giới. Henga Acacello, Sir Henga, mọi người sẽ được chúc lành nếu mọi người nhớ điều này. Cơ thể mà mọi người đang làm việc cùng, cũng như những linh hồn bất tử, linh thiêng, rằng mọi người phải yêu thương như cách mà mọi người yêu chính mình, làm việc với đức tin và lòng nhiệt thành. Đừng nghe lời tạc tụng và sự phê bình, bởi vì không có gì là không thể nếu mọi người tin vào nó. Ta là Giorgio Piromalo. Cháu tên Antonio. Nào, đi thôi. Giorgio và Elena, bạn tôi. Cuộc sống là một khoảnh khắc. Danh dự, hào nhoáng, giàu có và khoa học sẽ mất đi. Mỗi vẻ quyến rũ trong đời sẽ qua. Và chỉ còn tình yêu vĩnh viễn ở lại, nguyên do của mỗi việc làm. Tình yêu sống sau chúng ta. Bởi vì tình yêu là Đức Chúa. Chào bác sĩ. Còn các anh thế nào? Khỏe. Đều nhờ anh. Bác sĩ tới. Bác sĩ tới rồi. Đợi một chút. Đưa ca xuống. Yêu sự thật. Một ca một lần. Xếp hàng nhé. Thể hiện chính bạn, không giả vờ, không sợ hãi. Vậy là đủ cho tất cả mọi người. Nếu cuộc đời mang lại mắc bớ, hãy chấp nhận. Nếu nó mang lại dày vò, hãy chịu đựng. Nếu cho sự thật, bạn phải hy sinh chính mình và cuộc sống của mình. Mạnh mẽ mà hy sinh. Cái chết không phải là kết thúc. Nó là sự bắt đầu. Và đi. Là em à, Peppino. Tốt. Mỹ còn nóng. Họ đến để được khám bệnh. Xe này à? Họ đến từ Calabria. Tôi ra ngay với ông. Cảm ơn. Em nói họ quay lại vào ngày mai có được không? Nó lạnh mất. Em không đói. Cho họ ăn mì Ý đi. Em sẽ uống sữa. Nếu em muốn. Tới đây. Em yêu chị Nini. Có thích món mì Ý không? Có. Tôi đổi ý rồi, đi tới Piazza del Gesù trước khi về nhà. Tôi ở đây. Nếu cậu không muốn gặp tôi sẽ đi. Tôi rất mừng khi gặp cậu. Mời ngồi. Cậu thế nào? Chuyện này sao vậy? Mấy bức tranh nội thất của cậu đâu? Tôi nghèo rồi. Tôi có nên cảm thấy tội lỗi không? Moscati nghèo nàn và người bạn kém cỏi được nể trọng, giàu có và quyền lực. Chúng ta đã chọn con đường mình muốn. Đây là con đường mà cậu muốn à? Cậu đã có thể có cái tôi có và nhiều hơn nữa. Nhưng cậu đạt được điều gì? Chẳng gì cả. Tôi đã tìm thấy tất cả trong cái chẳng có gì đó. Và tôi tìm lại cậu. Tôi đã cầu nguyện rất nhiều là cậu sẽ tới. Tôi nên tới từ lâu rồi. Khi cậu bảo tôi Chloe sắp chết, cô đã mong sinh con. Tôi bảo cô ấy bỏ nó đi. Và tôi rời bỏ cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy. Nhưng tôi sợ. Tôi xứng đáng với sự hận thù của cô ấy. Chloe tha thứ cho cậu rồi, Giorgio. Nhưng tôi không thể tha thứ cho mình. Thậm chí không phải bây giờ khi tôi có thể hạnh phúc bên Elena. Với đứa trẻ này. Chúng tôi thương nó như con mình. Tôi thấy con của Chloe trong nó. Nó chừng tuổi nhau. Nếu tôi không cản cô ấy sinh ra nó. Tôi có nhớ chiếc nhẫn của mẹ cậu không? Chiếc nhẫn cậu trao cho Chloe. Cậu lấy nó ở đâu vậy? Vợ cậu đưa nó cho tôi. Elena. Đúng. Nó được đeo quanh cổ Antonio khi cháu được tìm thấy. Antonio sao? Đúng vậy. Antonio là con của Chloe. Đúng. Antonio là con của tôi, là con của cậu. Tha thứ cho tôi, Giuseppe. Cậu phải tha thứ cho tôi. Có gì đâu mà tha thứ. Tha thứ cho tôi, anh bạn. Về nhà đi. Họ đang chờ cậu. Chúng ta phải ăn mừng vì tất cả những điều cậu đã làm cho chúng tôi. Tôi chẳng làm gì cả. Muộn rồi, về đi. Giuseppe, chúng ta sẽ đợi cậu. Chúng ta sẽ đi biển cùng nhau. Chúng tôi mong đợi cậu. Tạm biệt. Cảm ơn. Sao mà người ở ngoài đường hét vậy? Anh chưa biết à? Giuseppe Moscati qua đời rồi. Nhưng tôi vừa mới từ nhà cậu ấy ra mà. Anh ấy mất đột ngột tối qua. Giuseppe Moscati được phong thánh bởi giáo hoàng Giovanni Paolo II năm 1987 khi thẻ ngài nằm tại nhà thờ Gesù Nuovo tại Naples.